Theo thông lệ, cứ vào dịp cuối tháng giêng, lễ hội Tết rừng của đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hậu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái lại được tổ chức. Đây là một nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào Mông Nà Hậu. Nghi lễ tâm linh độc đáo này hướng tới cầu phúc cầu an, mong một năm mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, nhà nhà bình yên no ấm. Còn lễ cúng rừng cũng góp phần thiết thực bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh nơi đại ngàn Nà Hậu. Tín ngưỡng thờ thần rừng của đồng bào Mông Nà Hậu được truyền qua nhiều thế hệ. Bởi vậy ở thôn bản nào của Nà Hậu cũng có một khu rừng cấm, rừng thiêng, bất khả xâm phạm, nằm ở nơi có địa thế đẹp nhất của thôn, nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ cúng thần rừng. Vì không được khái, được lấy lá rau trong 3 ngày cấm rừng, nên năm nào cũng vậy, ngoài việc chuẩn bị bàn thờ cúng thần rừng, bà con người Mông chúng tôi còn làm bàn ăn, chỗ ngồi ngay dưới tán rừng để cùng nhau thưởng thức, chia sẻ những món ăn ngon của gia đình. Thường thì sẽ có xôi, thịt và rượu. Sau nghi lễ cúng rừng là phần hội độc đáo với các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống, các hoạt động tham quan du lịch, hội chợ quê. Tại đây, người dân bày bán giới thiệu các sản phẩm đặc trưng truyền thống của người Mông bản địa. Đến với lễ hội này thì cũng thấy đồng bào dân tộc người Mông ở trên xã Nà Hậu này thì cũng có nhiều cái phong tục tập quán, cúng là cũng khác người Dao và cúng là cũng tại ở trên rừng luôn ạ. Và mổ lợn, gà các thứ là cũng ở trên rừng luôn. Sau lễ hội Tết rừng, các thôn bản của xã Nà Hậu đều cấm rừng 3 ngày để tạ ơn thần rừng. Trong thời gian này, mọi người tuyệt đối thực hiện các điều kiêng kỵ theo luật tục, không đi vào rừng chặt cây xanh, không đem lá xanh từ rừng về nhà, không đào củ, bẻ măng, không đào đất, không thả rông gia súc, không phơi quần áo ngoài trời, không xay ngô, giã gạo. Sau lễ hội cúng rừng thì người Mông chúng tôi sẽ phải kiêng 3 ngày. Và 3 ngày đấy thì chúng tôi chỉ có chơi những trò chơi dân gian như là ném pao, đánh quay, bịp mắt bát dê, rất là nhiều trò chơi khác. Người Mông Nà Hậu quản lý rừng bằng luật tục. Tết rừng đã trở thành một tập quán lâu đời để bà con nơi đây nhớ về cội nguồn, cùng chung tay xây dựng một cuộc sống ấm no, an toàn giữa đại ngàn. Tết rừng cũng là dịp để mỗi nhân dân, du khách thêm trân trọng rừng xanh, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống xanh, bền vững.